chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàn Việt. Phương Trinh rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, theo thống kê thì ở Việt Nam của chúng ta hiện nay, số lượng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm khoảng 98%. Và một điều đáng chú ý là các doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự chú ý đúng mức đối với vấn đề pháp lý. Và điển hình là ở những doanh nghiệp này sẽ thường không thấy bộ phận phụ trách riêng về vấn đề pháp lý. Chính điều này đã góp phần dẫn đến những thiệt thòi không đáng có cho nhiều doanh nghiệp khi có tranh chấp xảy ra. Cụ thể hơn, mời quý khán giả cùng Phương Trinh chúng ta cùng tìm hiểu thông qua một số những nội dung chính như sau. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cần Thơ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Dịch vụ đồ uống hướng tới sức khỏe của thực khách. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục bản tin doanh nghiệp. Theo thông tư số 57 do Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 có 5 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro gồm khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ, gốc lãi đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký. Khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ, gốc, lãi đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký. Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ gốc, lãi, đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký. Khách hàng có khoản nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo kết quả phân loại nợ theo quy định tại khoản 1, điều 36, Nghị định số 34 do Chính phủ ban hành năm 2018. Nếu thuộc một trong 6 trường hợp sau, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đối với gói kiện hàng nhóm 1 xuất nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan. Các trường hợp quy định tại khoản 11 điều 1, thông tư số 39 của Bộ Tài chính ban hành năm 2018, khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một gói, một kiện hàng hóa, gói kiện hàng hóa nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành tiêu hủy thủ tục ở Việt Nam, theo quy định. Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói kiện hàng không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm. Tờ khai hải quan trị giá thấp, khai sai thông tin, không được phép khai sửa đổi, bổ sung theo quy định, trừ trường hợp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu. Người nhận hàng từ chối nhận gói kiện hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan. Đây là nội dung thuộc thông tư số 56 của Bộ Tài chính ban hành năm 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân không có trang bị, phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa là tiền chất công nghiệp vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân có hành vi xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, nhưng không có giấy phép xuất nhập khẩu hoặc giấy phép xuất nhập khẩu đã hết thời hạn. Các mức phạt tiền của tổ chức gấp đôi mức phạt tiền của cá nhân. Để tìm hiểu rõ hơn, doanh nghiệp có thể tìm hiểu Nghị định số 71 của Chính phủ ban hành năm 2019. Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm nay cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây. Kết quả này có được là nhờ sự tăng trưởng mạnh của GDP quý 3 với 7,31%, trong khi hai quý trước đó tăng lần lượt ở mức 6,82% và 6,73%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, khu vực dịch vụ đứng thứ hai, còn khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng thấp nhất. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, để năm 2019, tổng sản phẩm trong nước đạt mức tăng trưởng 6,8%, thì GDP quý 4 phải tăng 6,45%. Trong đó, khu vực nông lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 1,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,38% và khu vực dịch vụ tăng 7,03%. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2004, ngày 13 tháng 10 được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cũng từ đây, nhiều hoạt động dành cho doanh nhân được triển khai trong ngày này.
Nhân ngày doanh nhân Việt Nam năm 2019, thương hiệu trang sức Cẩm Thạch J&C Jade giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm mới với thiết kế sang trọng, lịch lãm dành riêng cho giới doanh nhân. Để lựa chọn cho mình một cái bộ trang sức là một việc rất là khó khăn, đặc biệt là đối với một bộ trang sức về cẩm thạch thì nó còn khó hơn. J&C Jade đã tư vấn cho mình lựa chọn được một bộ sản phẩm mình cảm thấy rất là hài hòa với bản thân. Sau một thời gian sử dụng những sản phẩm của J&C Jade, tôi cảm thấy nó lên nước, sáng bóng, làm tôi cảm thấy thích thú. Để có được những sản phẩm trang sức vừa mang tính thẩm mỹ, vừa an toàn cho sức khỏe người sử dụng, các khối cẩm thạch được thương hiệu này lựa chọn để chế tác đều là cẩm thạch thuần tự nhiên, được tuyển chọn gắt gao. Doanh nghiệp cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế tác cẩm thạch hoàn toàn thủ công, đồng thời nói không với ngọc nhuộm màu và xử lý hóa chất nhằm giữ được vẻ đẹp thuần khiết của sản phẩm. Trước đó, trong tháng 9 năm 2019, thương hiệu này cũng đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập trang sức bằng ngọc được thị trường đánh giá cao. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản trên cả nước đã thu về hơn 30 tỷ đô la, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, chỉ tính riêng tháng 9 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 3,5 tỷ đô la. Trong đó, điểm sáng lớn nhất trong xuất khẩu là ngành hàng chăn nuôi và nhóm lâm sản. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 9 vừa qua tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với con số 67 triệu đô la, đưa tổng giá trị xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng đạt 529 triệu đô la, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu lâm sản trong 9 tháng vừa qua đạt 7,932 tỷ đô la, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Năm thị trường lớn nhất của ngành nông nghiệp nước ta thời gian qua gồm Trung Quốc chiếm 21,5%, Mỹ chiếm 21,2%, EU chiếm 11,9%, ASEAN chiếm 9,6% và Nhật Bản chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Hơn 6,2 triệu lượt khách quốc tế chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến du lịch trong 9 tháng vừa qua. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, đã tăng 14,3% và đạt 73% kế hoạch năm 2019. Lượng khách tăng giúp tổng thu của ngành du lịch tăng theo. Thống kê cho thấy, tổng doanh thu ngành du lịch thành phố trong 9 tháng ước đạt 108.300 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được nhờ một phần không nhỏ của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, tra cứu, xử lý văn bản, được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thời gian qua. Ngoài ra, hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch được Sở Du lịch thành phố liên tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện, cùng công tác xúc tiến du lịch với nhiều đổi mới trong việc đa dạng hóa tổ chức chương trình, sự kiện là những yếu tố quan trọng thu hút ngày càng nhiều du khách đến với thành phố. Thống kê năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang chiếm khoảng 98% trong cơ cấu doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có quy mô này hiện đang được hưởng rất nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Trong số 8 loại hỗ trợ mà doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được từ phía nhà nước, được chú ý nhiều trong thời gian qua là vấn đề hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý. Đây là một trong những vấn đề khá quan trọng, song lại bị bỏ ngỏ ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi mới chỉ có khoảng 40% doanh nghiệp trên cả nước đang sử dụng dịch vụ pháp lý. Thông thường, các doanh nghiệp ở Việt Nam khi xảy ra sự cố mới thuê dịch vụ pháp lý. Do đó, thiệt hại trong kinh doanh là vô cùng lớn. Đã có trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật mà dẫn tới phá sản. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, hỗ trợ pháp lý càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Bởi việc nắm vững và tuân thủ những quy định pháp luật ngay từ khi thành lập trong quá trình hoạt động là điều kiện rất quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển kinh tế xã hội. Thì phần lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng thương mại nước ngoài hoạt động từ Việt Nam và các cái tổng công ty tập đoàn lớn của Việt Nam thì họ có cái bộ phận chuyên trách về tư vấn pháp luật cho cái hoạt động kinh doanh của công ty của họ. Thế thì cái việc mà các cái công ty mà không có cái bộ phận mà hỗ trợ pháp chế thì đó là một cái vấn đề mà nó sẽ là một cái hệ quả cho các vấn đề liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Vì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là có rất nhiều trường hợp, rất nhiều giám đốc công ty bị xử lý pháp luật không chỉ bằng biện pháp hành chính mà bằng các biện pháp hình sự.
nhất là các cái tội danh mà liên quan đến việc là cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, các cái tội danh liên quan đến là kinh doanh trái phép, thì đây là một cái điều mà rất là đáng quan ngại. Nếu như mà trong các doanh nghiệp của chúng ta không có cái bộ phận pháp chế để hỗ trợ họ tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu và là thị trường hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Ngược lại, hàng Việt cũng đã và đang mở rộng thị phần ra thế giới, nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là điều khó tránh khỏi. Do đó, để phát triển, việc doanh nghiệp chủ động tạo cho mình một khung nền tảng pháp lý chặt chẽ, vững mạnh là rất cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều nước trên thế giới thì khi thương thảo hợp đồng giữa các bên, doanh nghiệp tham khảo ý kiến của luật sư hay là có bộ phận chuyên trách phụ trách vấn đề này đã không còn xa lạ. Trong khi đó, tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến luật sư, bộ phận pháp lý dường như ít khi xuất hiện trong hoạt động kinh doanh, mà chỉ đến khi doanh nghiệp đối diện với việc phải giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài thì mới nghĩ đến việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi. Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay thì vấn đề tham khảo các ý kiến về pháp lý hay là xây dựng một bộ phận phụ trách riêng trong nội bộ công ty cũng đã được doanh nghiệp quan tâm hơn rất nhiều. Thực sự mà nói thì chúng ta biết là các doanh nghiệp họ rất là quan tâm đến cái bộ phận pháp chế cũng như là các chuyên gia pháp lý mà làm việc cho họ. Thế tuy nhiên chúng ta phải đặt ra một vấn đề là họ gặp phải rất là nhiều cái khó khăn, nhất là vấn đề liên quan tài chính. Vấn đề thứ hai là rất nhiều các công ty Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì họ vẫn không có thói quen, tức là nhiều khi họ cũng xây dựng một bộ phận pháp chế nhưng cái bộ phận pháp chế hoạt động không có hiệu quả. Ví dụ như là tôi từng gặp phải những cái trường hợp là nhiều khi mà họ có những các cái vụ tranh chấp hoặc cần tư vấn ấy, thì chúng tôi đến làm việc với các bộ phận pháp chế thì bộ phận pháp chế lại chỉ cho tôi đến gặp các bộ phận kinh doanh, vì bộ phận pháp chế hầu như là không nắm được hồ sơ, không nắm được vụ việc mà cũng không lưu trữ các cái loại hợp đồng như vậy để giải quyết các tranh chấp, cho nên là khi mà gặp họ thì họ không giải quyết được. Hay chúng ta muốn nói là họ có nhưng mà cái vai trò của họ hoàn toàn là mờ nhạt. Còn lại một số bộ phận thì họ không biết là cái việc mà cái bộ phận pháp chế là cần thiết, nhưng mà họ lại gặp cái khó khăn về nhân sự, khó khăn về vấn đề liên quan tài chính, nên đây cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang gặp phải. Để có sự thay đổi trong nhận thức của doanh nghiệp, không thể không nhắc đến vai trò của cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ. Điển hình như năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ giữa tháng 8 vừa qua. Và theo nghị định này thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua thông tin được chia sẻ ngay sau đây. Những cái doanh nghiệp mà gọi là siêu nhỏ, những doanh nghiệp mà nhỏ và doanh nghiệp vừa thì họ cần có sự hỗ trợ pháp lý từ luật sư, từ các cái chuyên gia pháp lý, từ những cái cộng tác viên pháp lý để làm sao bảo đảm được cho cái hoạt động họ hoạt động tuân thủ pháp luật. Thì chính vì vậy cho nên cái nghị định mà 55 năm 2019 nó ra đời để nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể sử dụng được các cái hoạt động pháp lý mà họ không cần phải thiết lập một cái bộ phận pháp chế để tư vấn cho họ trong doanh nghiệp. Theo nghị định 55/2019 thì cái chi phí hỗ trợ vừa phải thôi chứ không phải là hoàn toàn bộ. Thì có đặt ra vấn đề là có ba cái dạng mà hỗ trợ, tức là thứ nhất là một cái dạng là siêu nhỏ đó, đối với doanh nghiệp mà siêu nhỏ thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho họ là 100%, nhưng mà mỗi năm cái hợp đồng mà tư vấn pháp lý giữa họ với các chuyên gia pháp lý với các văn phòng luật sư công ty luật ấy, thì nó không được vượt quá 3 triệu đồng một năm. Còn đối với doanh nghiệp mà nhỏ đó thì nhà nước là đồng ý hỗ trợ cho họ là 30% cái phí mà để trợ giúp pháp lý, nhưng cũng không vượt quá 5 triệu đồng một năm. Còn đối với doanh nghiệp mà vừa đó thì nhà nước sẽ hỗ trợ 10%, nhưng mà cũng không quá là 10 triệu đồng một năm. Chúng ta nhìn vào một cái vấn đề liên quan đến tài chính và cái sự mà hỗ trợ của nhà nước như vậy là mấy nó cũng còn rất là khiêm nhường. Nhà nước người ta cũng phân loại ra chứ không phải là bất kỳ cái tổ chức nào cũng có thể nhận được, hay doanh nghiệp nào cũng nhận được hỗ trợ từ nhà nước. Sao Mai này, không biết Sao Mai đã từng nghe qua một cái cụm từ gọi là nghề gác cổng cho các doanh nghiệp bao giờ chưa? Vâng, Sao Mai đã từng nghe. Đó có phải là cách gọi vui về công việc của những chuyên viên pháp lý không chị Phương Trinh? Đúng vậy đó Sao Mai. Và khi doanh nghiệp tiến hành ký kết các hợp đồng hay các giao kèo có liên quan đến pháp lý thì người chuyên viên pháp lý sẽ là người đầu tiên vào cuộc tìm hiểu về các vấn đề luật pháp, về đối tác để đảm bảo là ngay tại thời điểm ký kết cũng như trong tương lai không có điều gì bất lợi xảy ra cho doanh nghiệp của mình.
Không những thế, đội ngũ tư vấn pháp lý sẽ đảm nhận nhiều vai trò khác nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong các cuộc hợp tác, tranh chấp. Để hiểu hơn về công việc này, xin mời quý khán giả cùng theo dõi chia sẻ sau đây. Thì nếu mà doanh nghiệp khi đã có nhu cầu, ví dụ như là để mà hướng dẫn cho doanh nghiệp một cách hoạt động một cách bình thường, tuân thủ pháp luật, thì chắc chắn là cái người đó phải là người tốt nghiệp luật. Thứ hai là họ phải có kinh nghiệm, nhất là trong cái kinh nghiệm và lĩnh vực về tư vấn doanh nghiệp. Ví dụ như là họ phải tinh thông về luật doanh nghiệp, tinh thông về luật lao động, liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, rồi luật về thuế, rồi luật về thương mại, đó. Thậm chí cả các cái quy định pháp luật và liên quan đến giải quyết các cái tranh chấp nữa. Thì đây là một cái tiêu chí mà cần cho một cái người mà làm cái tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Nhưng cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà một cái người tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp như vậy, thì họ là cái người mà hướng dẫn, đó, rồi giúp đỡ doanh nghiệp để tránh cái việc là doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Ví dụ như là nhiều khi các cái chủ doanh nghiệp thì họ chỉ lo kinh doanh thôi, cho nên vấn đề liên quan ký kết hợp đồng chẳng hạn, nhiều khi họ không nắm bắt được, cho nên là dẫn đến cái việc là doanh nghiệp ký kết hợp đồng, doanh nghiệp là hợp đồng không thể thực hiện được, đó, hoặc là bị lừa đảo, đó, hoặc là bị chiếm dụng vốn, hoặc là các cái hồ sơ pháp lý nó không đầy đủ. Vấn đề nhất, vấn đề thứ hai là trong cái hoạt động của doanh nghiệp ấy, bình thường ấy, thì ví dụ như là các vấn đề liên quan nhân sự, các vấn đề ký kết hợp đồng lao động để giải quyết các cái quyền lợi người lao động, hạn giám đốc doanh nghiệp người ta hoàn toàn thực hiện không có đúng. Thế thì có một cái người mà tư vấn pháp lý thì người ta sẽ làm giảm đi những các tranh chấp giữa cái người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba là các vấn đề liên quan đến thuế chẳng hạn, ví dụ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế cho nhà nước chẳng hạn, thì khi mà cái người mà làm tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp họ phải hướng dẫn và cảnh báo cho doanh nghiệp là phải thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước. Còn nếu mà mình trốn thuế chẳng hạn, mình sẽ xử lý hình sự. Hoặc là nếu mà mình mà khai gian dối chẳng hạn thì mình không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là cái vai trò rất là quan trọng của người mà tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì pháp luật cũng trở nên hoàn thiện hơn, điều chỉnh hợp lý và chặt chẽ hơn nữa các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang ngày một sâu rộng, Việt Nam đã và đang ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương. Vì vậy, những quy định pháp luật về kinh doanh cũng phức tạp hơn. Thì hiện nay chúng ta, Việt Nam chúng ta ký kết rất là nhiều hiệp định thương mại với các quốc gia. Thế tuy nhiên là cái việc mà các doanh nghiệp ấy, mà họ hiểu được nó, quan tâm để thực hiện thì còn rất là ít. Mà chúng ta mà không nắm được, chúng ta thực hiện không có đúng. Vì rất nhiều người ta nghĩ rằng là từ trước là làm như thế nào thì bây giờ vẫn làm như vậy. Tôi muốn nói là bây giờ chúng ta đã tham gia một hiệp định tiến bộ đối tác xuyên Thái Bình Dương ấy. Đó nó quy định rất là nhiều các vấn đề liên quan pháp lý, ví dụ như vấn đề liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và vấn đề liên quan đến các loại thuế, vấn đề liên quan đến lưu trữ hồ sơ. Ví dụ như tôi nói là vấn đề liên quan đến hiệp định mà tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ấy, thì họ đặt ra vấn đề là các doanh nghiệp mà xuất khẩu ấy, là phải lưu trữ hồ sơ mà xuất khẩu trong vòng 5 năm để mà có một vấn đề gì đó họ có thể kiểm tra lại được. Nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam hầu như rất là mơ hồ cái chuyện này. Khi mà nói ra thì họ bảo là họ không biết. Tôi thấy một cái điều như này, tức là như chúng ta đã trao đổi đó, thì cái vấn đề liên quan đến cái hoạt động pháp chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đó, thì nhà nước đã làm hết cái khả năng của mình, tức là tìm mọi cách làm sao giúp đỡ được các doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ hoạt động một cách đúng đắn và tuân thủ theo quy định pháp luật. Trong đó có cả hỗ trợ về mặt chi phí, rồi đã chỉ định ra các cái cơ quan đầu mối, ví dụ như là Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các cơ quan ngang bộ, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đưa các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là cái việc làm mà tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết của chính phủ Việt Nam. Nhưng tuy nhiên thì bản thân các doanh nghiệp thì cũng phải hiểu được những cái lợi thế mà nhà nước, chính phủ đã làm mọi cách để làm để mang lại cho họ. Thứ hai tôi muốn nói là ngoài cái doanh nghiệp họ không tìm hiểu ra, thì vấn đề liên quan đến vấn đề là việc tuyên truyền pháp luật của chúng ta đến với doanh nghiệp ấy, chúng ta làm chưa tốt. Chính vì vậy doanh nghiệp người ta không nắm được. Vấn đề thứ ba ấy, thì có một số doanh nghiệp thuê những người lao động là chuyên viên pháp lý, thế tuy nhiên người ta sử dụng không đúng với vai trò của người đó. Vấn đề thứ tư là cái bản thân cái vai trò của người mà tư vấn pháp lý ấy, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, thì ở đây chúng ta thấy là họ chưa làm tốt cái vai trò này. Tức là họ giống như cái vai trò họ chỉ là người làm thuê thôi. Cho nên là nhiều khi người mà chủ doanh nghiệp hoặc là cái người mà điều hành doanh nghiệp ấy, họ nói là không, tôi muốn làm như này cơ. Và cái người đó phải theo họ,
mặc dù là biết theo họ là như vậy là vi phạm pháp luật. Làm sao phải triệt tiêu đi những cái vi phạm pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách bình thường, doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động một cách đúng đắn theo quy định pháp luật. Cái đó mới là cái bản chất của người làm pháp chế trong doanh nghiệp. Phương Trinh và Sao Mai vừa cùng quý khán giả điểm qua một số thông tin ý kiến có liên quan đến chủ đề của chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả cùng đến với chuyên mục Thị trường tiêu dùng. Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều thắng cảnh đẹp, Cần Thơ thu hút lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước. Hiện tại, thành phố đang phấn đấu sẽ đón khoảng 3,48 triệu lượt khách lưu trú và đạt mức tổng thu từ du lịch khoảng 5,4 ngàn tỷ đồng vào năm 2020. Tại Cần Thơ, doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch có sự đa dạng về loại hình dịch vụ, đáp ứng đúng nhu cầu của du khách hiện nay. Có thể kể đến như công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn và cung cấp các dịch vụ du lịch khác như tour tham quan, cảng tàu du lịch, vườn sinh thái. Cần Thơ Tourist đã xây dựng được cái thương hiệu và có một cái hệ thống hạ tầng về cơ sở phát triển. Có khách sạn quốc tế, khách sạn Hậu Giang, Hậu Giang 2, Tây Hồ đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 3 sao. Tổng số phòng là 174 phòng, khu nhà hàng sinh thái của Hoa Sứ. Thì gồm có là trung tâm hội nghị tiệc cưới, có sức chứa là trên 2.000 khách. Khi mà những cái đoàn khách và công ty lữ hành đến thì công ty cũng có những chính sách về phí ngoại. Trong đó, để có thể thuận tiện di chuyển đến hầu hết các điểm tham quan tại Cần Thơ, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại khách sạn quốc tế nằm ngay trung tâm Bến Ninh Kiều, nơi chỉ mất vài phút di chuyển đến bến tàu du lịch, cầu đi bộ Cần Thơ hay nhiều điểm tham quan khác. Khách lưu trú cũng có thể dễ dàng tìm được tour tham quan phù hợp thông qua dịch vụ du lịch do chính doanh nghiệp này cung cấp. Tại khu vực Bến Ninh Kiều, du khách có thể tìm thấy rất nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống hấp dẫn. Trong đó, hai loại đồ uống là cà phê sữa bọt và sữa tươi trân châu đường đen, được bọt by Kenley Cà Phê tự nghiên cứu và pha chế theo công thức riêng sẽ là gợi ý dành cho du khách khi đến với thành phố Cần Thơ. Quán tôi là có đặc biệt là có hai món, món trà sữa trân châu đường đen và món cà phê sữa bọt. Cái món cà phê sữa bọt thì chồng tôi á, là thích làm những cái món đồ ăn vặt nên vô tình có đọc một bài báo. Thì bài báo đó viết về cái món cà phê sữa bọt này hơn 20 năm rồi. Ở ngoài Vinh á, thì ảnh mới bay ra ngoài đó. Ảnh ra ngoài, ảnh uống cái hương vị ở ngoài nó đậm đà quá, nó không có hợp người miền Tây mình. Nên năm ra ảnh về, ảnh sáng chế lại, nó hợp với người miền Tây mình hơn. Không chỉ có hai loại đồ uống này, quán còn tự tìm hiểu và sáng tạo thành công nhiều loại thức uống, bánh ngọt theo công thức riêng phù hợp với khẩu vị của người miền Tây như cacao cà phê sữa bọt, trà trái cây, trà ủ lạnh. Vì thế thực khách sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ dù là cùng một loại đồ uống hay món bánh. Với không gian thoáng mát được trang trí thành nhiều góc nhỏ khác nhau, đây là địa điểm thưởng thức đồ uống thích hợp cho cả các bạn trẻ và gia đình. Hiện tại, đơn vị này đang triển khai chương trình tích điểm. Khi mua một ly trà sữa, khách hàng sẽ được tặng một điểm. Khi đạt 100 điểm, khách hàng sẽ được nhận một voucher bốc thăm trúng thưởng và có cơ hội nhận nhiều phần quà có giá trị. Chương trình kéo dài từ nay đến hết tháng 10 năm 2019. Với nhân viên văn phòng hoặc các bạn học sinh, sinh viên, một địa điểm cà phê, trà sữa giờ đây không chỉ là nơi gặp gỡ bạn bè, thưởng thức những loại đồ uống mới mẻ, mà còn là không gian để học tập và làm việc. Tại Cần Thơ, thực khách không khó để tìm được một địa điểm như thế, ngay ở quận Ninh Kiều. Nguyễn Vũ Ai Cafe chính là một trong những quán cà phê đáp ứng được các tiêu chí này, khi sở hữu không gian thoáng rộng cùng phong cách thiết kế tối giản, hiện đại. Không những thế, địa điểm này trang bị đầy đủ các thiết bị như ổ cắm điện, wifi tốc độ cao, giúp thực khách có được một môi trường thoải mái nhất để học tập và làm việc. Điểm đặc biệt của quán Nguyễn Vũ Ai Cà Phê á, là có không gian đẹp và thoải mái, tạo cho khách có cảm giác thư giãn khi mà đến đây uống nước. Và những cái món nước uống của quán á, thì làm theo công thức riêng,
Và mỗi một mùa thì quán sẽ ra những cái món nước uống theo các mùa để cho tạo cái vị mới lạ, phục vụ 24/24 các loại thức uống và đồ ăn, cơm, mì, bún, hủ tiếu. Đặc biệt là 2 giờ chiều mỗi ngày thì quán có phục vụ thêm món mì cay 7 cấp độ. Để thay đổi khẩu vị cho thực khách, đội ngũ pha chế của địa điểm này thường xuyên thử nghiệm các thức uống mới, chủ yếu có nguyên liệu chính từ trái cây tươi, tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một trong số ít quán cà phê mở cửa 24/7, nên là địa điểm học tập và làm việc lý tưởng cho phần đông nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên. Nếu tới Cần Thơ và mong muốn được trải nghiệm những đồ uống mới lạ, thì trà sữa lon mang thương hiệu Bob's chính là gợi ý đầu tiên dành cho thực khách. Loại trà sữa này đặc biệt được cả những bạn trẻ lẫn người lớn tuổi yêu thích bởi sự lựa chọn kỹ càng về nguyên liệu cũng như công thức pha chế, bảo quản. Khi mà sử dụng trà sữa Bob á, thì các bạn có thể cảm nhận được cái vị trà, vị đậm của trà, hương thơm, lưu hương lâu. Và đặc biệt là những cái nguyên liệu trong đó là những nguyên liệu mà mình tuyển chọn về chất lượng. Về đóng gói, trước tiên là giai đoạn thanh trùng, sau đó là giai đoạn đóng lon. Đóng lon thì từ bao bì, cái công đoạn đóng lon thì mình cũng thanh trùng luôn. Thời gian bảo quản của nguyên liệu đó là từ 3 đến 4 ngày. Với tinh thần bảo vệ môi trường và khuyến khích thực khách cùng tham gia, đơn vị đang áp dụng chương trình đổi 5 vỏ bóp cũ, tặng 1 chai trà sữa. Những vỏ lon này sẽ được đơn vị đóng gói và gửi về cho nhà sản xuất tái chế. Ngoài trà sữa đóng lon, ứng dụng công nghệ tiệt trùng hiện đại, địa điểm này còn được đông đảo thực khách ưa chuộng bởi các loại trà trái cây thanh mát, pha chế theo công thức riêng và thường xuyên có món mới. Đây cũng là địa chỉ học tiếng Anh lý tưởng và được nhiều người yêu nhạc acoustic tìm đến để thưởng thức âm nhạc vào ngày cuối tuần. Không những thế, doanh nghiệp này đang định hướng phát triển nhượng quyền thương hiệu và sắp tới sẽ có thêm cửa hàng hợp tác theo hình thức này được mở tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, chúng tôi hy vọng rằng sau kỳ phát sóng ngày hôm nay, vấn đề pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ được cộng đồng kinh doanh quan tâm hơn, đặc biệt là bản thân các doanh nghiệp của chúng ta sẽ dành sự chú ý đúng mực hơn nữa để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình trong trường hợp có tranh chấp xảy ra. Quý vị và các bạn, hãy chia sẻ cho chúng tôi góc nhìn, quan điểm, ý kiến, thông tin của mình thông qua email bbt.donghanhhangviet@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình này được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm kênh HTV7. Phương Trinh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào, hẹn gặp lại.